Những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng về tiêu thụ sản phẩm làm đẹp với mức tăng trưởng 30% mỗi năm. Do đó, không ít các thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài đang đua nhau gia nhập thị trường Việt Nam, mà đứng đầu là mỹ phẩm Hàn Quốc. Thị trường mỹ phẩm Việt Nam được dự báo sẽ cán mốc 2,35 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Con số này vào năm 2016 là 1,78 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam là quốc gia có tỷ suất tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên, theo các thống kê khác, hiện nay 90% thị phần thuộc các thương hiệu nước ngoài, chỉ có 10% thị phần là dành cho doanh nghiệp trong nước, chủ yếu ở phân khúc thấp hay bình dân. Trong đó, EU chiếm 23%, Nhật Bản là 17%, Thái Lan là 13% và 30% thị phần thuộc về những ông lớn tới từ Hàn Quốc như The Face Shop, Innisfree, với các dòng mỹ phẩm làm đẹp như son môi, kem dưỡng. Nhờ sở hữu những công nghệ làm đẹp tiên tiến nên các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc chiếm được lòng tin của nhiều tín đồ làm đẹp tại Việt Nam. Ví dụ, dòng son tơ có tên gọi là lụa Fashion Lip Care được sản xuất bằng công nghệ kéo tơ 4D của Hàn Quốc do công ty thương mại sản xuất xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long phân phối, vừa ra mắt vào ngày 25 tháng 8, đã chính thức có mặt tại hệ thống nhà phân phối, đại lý của 64 tỉnh thành Việt Nam và các thị trường như Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Nhờ những thế mạnh về công nghiệp mỹ phẩm cùng việc nhận thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã và đang đua nhau gia nhập vào Việt Nam.